Điều đặc biệt của bạn đây, găm nút Master 3 999 và xin vai cũng Master 999. Đấy, mắc level cho các bạn nhé. Tất cả phần lan đã được mở khóa. Nhận mỏi tay phần lan phút luôn. Quá mạnh mẽ, khủng khiếp thật. Đấy, mình chưa gặp cái trường hợp nào mà lắm lá như thế này đấy. Lá rất nhiều luôn. Nhận mỏi tay các bạn ạ, không hết. Hello, chào mừng tất cả các bạn quay trở lại với kênh Flan KM, một tựa game Flan với Zombie 2. Các bạn hãy ủng hộ mình bằng cách like và subscribe kênh để có thể theo dõi được những video hay nhất, hấp dẫn nhất tại kênh Flan KM. Đừng quên nhấn chuông để các bạn có thể là người đầu tiên sở hữu những video mới nhất được up lên từ kênh Flan KM nhé. Rồi, bây giờ xin mời tất cả các bạn quay trở lại với clip của mình. Hôm nay theo yêu cầu của anh em thì lại có thời gian rỗi để làm clip cho anh em xem. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho anh em về cái cách update phiên bản mới nhất 8.0.1 Mac Mastery 999 Mac Flan luôn nhé. Tất cả các Flan Mac Mastery 999 phiên bản mới nhất 8.0.1. Thì cái phiên bản này ra mắt được mấy hôm rồi các bạn. Mac Mastery này nó có sức mạnh khủng khiếp luôn. Khi chúng ta mua cây là tất cả cây đã Flan Food. Và Flan Food lần đầu tiên ấy thì nó cực mạnh luôn, đam một hit zombie. Và chúng ta có thể đi qua các ải của các map trong bản đồ một cách dễ dàng, cũng như đi arena, thi đấu arena. Và với chơi ở chế độ Penny Pursuit, một thế giới hoàn toàn mới, và các zombie ở đó cực kỳ mạnh để cho chúng ta chinh phục, thì Mac Mastery 999 sẽ là một lợi thế rất mạnh cho chúng ta tiêu diệt zombie để giành chiến thắng và giúp chúng ta chơi sẽ thú vị hơn. Khi chúng ta cực kỳ nhọc nhằn và khó khăn khi chiến đấu với các zombie, bởi vì các cây của chúng ta toàn level 1 với level 10 không thể ăn được các bạn, thậm chí cả M200 nhé. M200 nếu các bạn không biết cách chơi cũng thua, cũng bị các zombie nó hành cho sấp mặt luôn. Rồi, thì trước tiên mình đi vào hướng dẫn các bạn, thì các bạn sẽ xem qua cái phần ở các cây trong shop của bản đồ của mình nhé. Đây, tất cả các cây đã được mở khóa và ở đây nó chỉ đạt đến level 10 và level 20 nhé. Đây, các cây ở đây chỉ có level 10 và level 20. Đây, level 15 này. Đấy, toàn level 10, level một số cây level 20 thôi, còn toàn level 10 các bạn nhé. Đây, đấy, hai cái con mới đây, xin vai và con găm nút đây. Đấy, thì mình mới up thử lên Master 1 các bạn nhé, thì nó vẫn chưa ăn thua gì các bạn ạ. M200 vẫn còn bị các zombie ở chế độ Penny Pursuit hành tới tấp các bạn ạ. Nếu các bạn không biết cách chơi, thua sấp mặt luôn. Thì bây giờ thì hôm nay mình sẽ update M999 nha. Thì ở đây nhé, các bạn sẽ cũng sẽ sở hữu số kẹo này, kim cương này, vàng này. Đấy, mắc luôn nha, 1 tỷ cho anh em thoải mái sử dụng nha. Đấy, thoải mái luôn. Rồi, bây giờ mình sẽ out ra và đi hướng dẫn anh em. Thì trước tiên hướng dẫn các bạn thì các bạn cố gắng xem kỹ video nha, đừng bỏ qua bất kỳ một chi tiết nào để có thể làm thành công cái M999 nha, phiên bản mới nhất 8.0.1. Trước tiên anh em muốn làm được việc này thì anh em sẽ hoàn thành cho mình 4 bước. Bước thứ nhất là sẽ vào set play và phiên bản Flan với Zombie 2 phiên bản mới nhất 8.0.1 đã được cập nhật trên set play. Nếu anh em không muốn tải ở link dưới phần mô tả video của mình thì anh em sẽ nhấn vào đây và gõ BVZ2, nó sẽ hiện ra đây. Đấy, chính là cái này nhá. Anh em sẽ nhấn vào và tải nó về. Ở đây mình tải rồi, mình sẽ không tải nữa nhé. Và anh em sẽ xem ở đây, nhấn vào cái chỗ này để xem biết nó là phiên bản bao nhiêu. Kéo lên và chúng ta sẽ để ý đây. Đấy, chỗ đây, phiên bản đây 8.0.1 nhá, phiên bản mới nhất cập nhật vào 12 tháng 3 năm 2020. Đấy, rồi
Khi anh em tải về nhá, tải game về anh em sẽ vào game để chơi lấy data game. Chơi chỉ chơi một màn thôi, không cần phải chơi nhiều nhá. Để lấy data game. Sau khi anh em tải game về. Đây, anh em sẽ kéo xuống phần mô tả video của mình nhá. Link để dưới phần mô tả video. Và bước thứ hai anh em sẽ tải cho mình cái file ES Explorer đấy và duyệt tập tin. Và bước thứ ba, anh em sẽ tải cho mình cái bb.dat này, Max Flan full coin full game full kẹo phiên bản mới nhất 8.0.1 nhé. Đấy, nhấn vào và tải về. Và bước thứ tư nhá. Đây. Bước thứ tư đấy, anh em sẽ tải cho mình cái link Mastery 999 8.0.1 về nhé. Đấy, link để dưới phần mô tả video. Chỉ việc nhấn vào và tải về thôi. Sau khi anh em đã hoàn thành 4 bước để tải các file về, thì bước thứ 5 là bước cuối cùng, bước quan trọng nhất, chúng ta sẽ vào ES để duyệt tập tin. Đây chính là bước quyết định chúng ta thành công hay thất bại khi mod Mastery 999. Và mình sẽ nhấn vào ES. Sau đó chọn Internet Storage, chọn mục Download. Và ở đây nha, đây, trước tiên các bạn sẽ giải nén cho mình cái file này nhé. Đấy, Mastery này, giải nén, chọn dấu ba chấm, ấn giải nén. Rồi, chúng ta sẽ nhấn OK nhé. Rồi, khi chúng ta giải nén xong một cái file này thì bây giờ chúng ta sẽ nhấn vào đây và chúng ta sẽ chọn flan mastery này .rton này, sau đó chọn dấu ba chấm, chép vào Android data, kéo lên com.ea game bvc2 row, tiếp tục file no backup và cuối cùng là cdn.8.0. OK nhé, áp dụng cho tất cả, ghi đề. Thì tập tin thứ nhất đã được chép thành công nhé. Chúng ta sẽ không chép cái file bb.dat này nhé. Và chúng ta sẽ lại thoát ra, sau đó vào Internet Storage, chọn mục Download. Và chúng ta sẽ nhấn đây. Đây, chúng ta sẽ nhấn vào đây. Sau đó nhấn giữ, chọn dấu ba chấm, giải nén. Rồi, chúng ta sẽ nhấn OK. Và tập tin đã được giải nén đây, chúng ta sẽ chọn đây. Đấy, sau đó chúng ta sẽ chọn bb.dat này. Đấy, dấu ba chấm, chép vào Android data, kéo lên com.ea game bvc2 row, tiếp tục file no backup và OK nhé, áp dụng cho tất cả, ghi đề. Thì chúng ta đã hoàn thành hai bước để chép tập tin và kết quả cuối cùng của chúng ta bây giờ chỉ việc out ra, sau đó tắt mạng và tận hưởng những gì chúng ta sẽ làm được. Các bạn sẽ tắt mạng đi nha. Sau đó thoát ra và vào game trải nghiệm. Đoạn này mình sẽ tua nhá cho nhanh nhá. Đây chính là tên kênh của mình. Nếu các bạn đã thành công, hãy cho mình một like, share video cho tất cả mọi người cùng biết và đừng quên nhấn đăng ký để có thể xem nhiều video hay nhất, mới nhất tại kênh Flan KM nhé. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nhấn vào cái cài đặt này và xem đây chính là phiên bản 8.0.1 nha. Rồi, mình sẽ vào game thôi. Đây, các bạn sẽ sở hữu 1 tỷ vàng kim cương rồi là kẹo nhá. Đấy, mắc cho các bạn sử dụng thoải mái thôi, tẹt ra mua mỏi tay. Mua mỏi tay thôi. Rồi bây giờ chúng ta còn chần chờ gì nữa, vào cái shop thôi. Đấy, các bạn để ý nhá. Đây này, đấy. Tất cả đã mắc battery 9999, mắc level luôn. Mở khóa tất cả các plan nhé. Đấy, tất cả các plan cho các bạn sử dụng. Đấy, chất chưa. Và đây, Untomato, biểu tượng kênh của mình cũng 9999, Dati Chốc cũng 9999. Và con này găm nút. Đấy, điều đặc biệt đây,
Điều đặc biệt của bạn đây, găm nút Master 3 9999 và xin vai cũng Master 9999. Đấy, mắc level cho các bạn nhé. Tất cả phần lan đã được mở khóa. Rồi, chúng ta còn chần chờ gì nữa? Vào game để trải nghiệm thôi. Mình sẽ vào arena nhé. Bật mạng đi. Có robot các bạn nhé. Đấy. Nhưng mà chúng ta không sợ bởi vì chúng ta đã có mắc Mastery 999. Nên là các bạn hãy chọn những flan mới đi. Đấy. Ở đây các bạn sẽ chọn cái flan nào nó mạnh mạnh tí để tiêu diệt robot nhé. Và mình sẽ cho cái con giờ hâu băng đi. Con Untomato này thì nó nổ banh xác các zombie ra rồi. Chọn Untomato. Rồi, vào trận thôi. Và đây chúng ta sẽ trồng săn nhá. Thì chúng ta sẽ trồng săn ở đây. Đấy. Con này sẽ nở ra săn nhá các bạn nhá. Xin vai này sẽ nở ra săn. Và đã tí chốc sẽ ở xa. Cho mấy con Untomato ở đây. Rồi, chúng ta sẽ vào trận thôi. Có robot đây các bạn ạ. Đấy. Cơn mưa dưới hố băng nào. Tiếp tục cơn mưa dưới hố băng nào. Quả bóng bóng rất to các bạn ạ. Găm nút bắn là quả bóng rất to luôn. Hút máu robot rất mạnh luôn. Đúng là Master 3 99. Khủng khiếp luôn các bạn ạ. Quá khủng khiếp luôn. Đấy các bạn nhìn xin vai đấy. Nó khi nó nở ra săn rất đẹp luôn khi vào 5 phút và bắn ra bảy sắc của vòng. Cơn mưa giữa băng đà tí chốc rất mạnh mẽ khủng khiếp luôn các bạn, rất được rất nhiều vào 5 phút các bạn này. Chúng ta sẽ vào 5 phút liên tục nhé. Ui rất nhiều lá này các bạn này, mua máy thoải mua tiền ga thôi. Đấy các bạn nhìn trong cái trận chiến này mình nhận được rất nhiều lá luôn, 5 phút luôn. Cực mạnh luôn này. Nhận mỏi tay luôn các bạn ạ. Nhận mỏi tay 5 phút luôn. Quá mạnh mẽ, khủng khiếp thật. Đấy các bạn nhìn xem, mình cứ 5 phút liên tục thôi, bởi vì ở đây mình nhận được rất nhiều lá luôn, 5 phút đấy. Đấy. Trận chiến này do bot bị ăn hành rồi các bạn. Toàn cây mạnh luôn. Đấy các bạn nhìn xem mạnh mẽ, sức mạnh của Master 3 99 là như thế vậy. Và chúng ta sẽ không cho các zombie lên và do bot sẽ bị mất máu liên tục luôn. Các zombie không nên nổi nhé các bạn nhé. Do bot thì bị ăn hành. Quá khủng khiếp luôn. Sao trận đấu arena này nó lắm lá thế các bạn ạ. Đấy, mình chưa gặp cái trường hợp nào mà lắm lá như này đấy. Lá rất nhiều luôn. Nhận mỏi tay các bạn ạ, không hết. Đấy. Nhận mỏi tay không hết đi. Và cuối cùng mình đã chiến thắng, giành số điểm tương đối cao luôn, 13 triệu. Và đối thủ là 55.000. Một sự chênh lệch quá khác biệt luôn. Thì hôm nay mình đã chia sẻ cho các bạn cách update Master 3 999 phiên bản mới nhất 8.0.1, mở khóa tất cả các flan và sở hữu các đồ đạc trong shop đều mắc. Thì video của mình đến đây là kết thúc rồi. Nếu bạn thấy hay hãy cho mình một like, share video cho tất cả mọi người cùng biết. Đừng quên nhấn đăng ký để có thể xem nhiều video hơn nữa, hay hơn nữa tại kênh Flan Gamer nhé. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Chúc các bạn thành công.